Kherson chưa vội tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga. Phó lãnh đạo chính quyền do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson miền Nam Ukraine hôm 28 tháng 5 cho biết sẽ không tiến hành trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga khi chiến sự chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ công bố sau về thời điểm trưng cầu dân ý, nhưng không phải là hôm nay hay là ngày mai, ông Kirill Shemosov, phó lãnh đạo chính quyền dân sự quân sự tại Kherson, nói với Reuters. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là lập lại trật tự và tổ chức một hệ thống quản lý ở tỉnh Kherson, ông Shemosov tuyên bố. Trước đó hôm 11 tháng 5, ông Shemosov từng cho biết là chính quyền Kherson có kế hoạch đề xuất với Moscow để đưa tỉnh này trở thành một phần của Nga vào cuối năm 2022. Thành phố Kherson là của Nga, sẽ không có một nhà nước Cộng hòa Nhân dân Kherson trên lãnh thổ của tỉnh Kherson, sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào, ông Shemosov nói trên truyền hình, theo dư quan điền. Đó sẽ là một sắc lệnh duy nhất dựa trên lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Kherson gửi tới Tổng thống Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ yêu cầu đưa Kherson thành một tỉnh chính thức của Liên bang Nga, vị quan chức thân Nga tuyên bố. Dù vậy, Điện Kremlin cho biết là người dân sống ở khu vực Kherson sẽ quyết định xem là họ có muốn sáp nhập vào Nga hay không, và bất cứ quyết định nào đều phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, theo Reuters. Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ hôm 24 tháng 2, Nga đã kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson, khu vực nằm sát bán đảo Crimea để điều hành khu vực chiếm đóng. Moscow đã lập ra một chính quyền dân sự quân sự gồm các quan chức thân Nga như ông Shemosov. Đồng rúp của Nga cũng được sử dụng chia lãnh thổ của tỉnh từ đầu tháng 5, ông Shemosov cho biết hôm 28 tháng 4. Thưa quý vị, mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bơm hút, khai thác và sử dụng nước ngầm ở xã có hàng chục hố tử thần, song vẫn có doanh nghiệp không chấp hành. Địa phương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động này tại xã Châu Hồng. Đây là lần thứ hai trong hơn nửa tháng qua, huyện này phải ra văn bản nội dung trên trước diễn biến nhiều hiện tượng sụt lún, nứt nhà dân, giếng cạn trơ đáy xảy ra tại xã Châu Hồng, khiến người dân lo lắng. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp yêu cầu tất cả các tổ chức cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Nong, bản Pong, xã Châu Hồng. Thời gian tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm từ ngày thông báo đến khi có thông báo mới. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ cùng hàng chục hố tử thần ở nhà dân, cánh đồng. Nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự. Xã Châu Hồng được xem là thủ phủ khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp với 11 doanh nghiệp đang khai thác, gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá. Đến thời điểm hiện nay, 55 trên 61 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quy định, hai nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận 1 triệu đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhân lực để kịp thời hồi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực, tạo động lực để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Hai tỉnh đầu tiên đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.431 người với số tiền là 1,17 tỷ đồng, đó là Vĩnh Phúc và Cà Mau. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết lý do của việc chưa phê duyệt được nhiều đối tượng hỗ trợ vì các doanh nghiệp, người lao động đang trong thời gian tiến hành thủ tục lập danh sách, niêm yết công khai, xác nhận bảo hiểm xã hội trước khi nộp hồ sơ đề nghị. Với tình hình dịch COVID-19 đang dần lắng dịu và được kiểm soát tại nhiều quốc gia, dự đoán là trong năm nay thị trường lao động sẽ nhộn nhịp trở lại. Nhưng cũng trong bối cảnh đó, không ít lao động tìm đến những con đường xuất khẩu lao động trái phép. Vì vậy, việc tăng cường truyền thông đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là học sinh và người dân địa bàn vùng sâu vùng xa, có vai trò quan trọng giúp nâng cao nhận thức về xuất khẩu lao động an toàn. Tiết học ngoại khóa của các em học sinh lớp 12, trường phổ thông Trung học Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hôm nay là diễn đàn về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép. Thông qua các hình thức trò chơi hỏi đáp, đối thoại, thông tin về chính sách bảo vệ biên giới của chính phủ Úc, khuyến khích di cư an toàn và hợp pháp nhằm giúp hàng trăm em học sinh ở những lớp cuối cấp của trường có lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
em thấy rất là bổ ích và có rất nhiều kiến thức mới chưa biết để cho các cái bạn trẻ, bạn học sinh để có thêm nhiều kiến thức để áp dụng vào đời sống. Khi mà tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh thì mình không nên là đi bằng con đường trái phép qua tàu thuyền. Tổ chức diễn đàn, truyền thông cộng đồng, phòng chống mua bán người, nô lệ thời hiện đại và phòng chống di cư trái phép là một trong những dự án đấu tranh phòng chống mua bán người, nô lệ thời hiện đại. Dự án do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai tại Nghệ An. Mục tiêu nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp cho cá nhân và cộng đồng đưa ra các quyết định di cư sáng suốt. Sự kiện này đến rất kịp thời khi các em chuẩn bị kết thúc năm học, đưa đến cho các em thông điệp nguy hiểm về di cư trái phép, cung cấp cho các em các thông điệp về di cư an toàn, để các em có ý định ra nước ngoài có quyết định đúng đắn. Từ diễn đàn ngày hôm nay, sau khi về nhà, các em lan tỏa thông điệp đến người thân, gia đình, cộng đồng và những người trẻ tuổi về di cư an toàn. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và chính quyền các địa phương tổ chức truyền thông cộng đồng về phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc. Thông qua các câu chuyện có thật được chuyển thể sân khấu hóa thành kịch hát dân ca, các đoạn phim ngắn phản ánh về những nguy hiểm, khó khăn khi di cư trái phép gặp phải và trả lời các câu hỏi tình huống cụ thể nhằm giúp bà con tiếp cận các thông tin chính xác, từ đó hiểu và đưa ra các lựa chọn di cư an toàn, mang lại lợi ích cho bản thân mình và cộng đồng. Ngày hôm nay thì có ý nghĩa rất là quan trọng đối với bà con nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như bà con nhân dân xã Hành Lâm, Thanh Sơn, Ngọc Lâm. Thì qua cái buổi truyền thống này nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về cái việc là di cư trái phép là không an toàn. Đặc biệt thông qua đây thì chính quyền địa phương trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nếu có đi xuất khẩu lao động, đi di cư sang Úc thì phải đi bằng con đường hợp pháp để tránh cái tổn thất về kinh tế và có thể gây thiệt hại đến tính mạng của bà con nhân dân. Đã có quá nhiều hộ gia đình trả giá cho việc vượt biên trái phép, không chỉ là gánh nặng nợ nần mà thậm chí trả giá bằng mạng sống khi mình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm. Với các biện pháp tuyên truyền rộng rãi thì nhận thức đầy đủ của người dân về di cư trái phép không an toàn sẽ chấm dứt trong thời gian tới. Trẻ mắc nhược thị cùng tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, loạn thị tăng cao khiến số trẻ phải mổ mắt tăng gấp 3 lần. Đó là hệ quả thấy rõ sau một năm trẻ học online, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, điện thoại. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội thảo khoa học cập nhật các kỹ thuật mới trong phẫu thuật mắt vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại hội thảo, các bác sĩ cho biết khi hết giãn cách, có những ngày trẻ đến khám tật khúc xạ tăng gấp 5 lần so với bình thường. Đặc biệt, khi trẻ đã đi học rồi, số lượng này còn cao hơn nữa. Vì lúc này trẻ nhìn bảng không rõ mới phát hiện ra đã mắc tật khúc xạ. Cùng với đó, số trẻ phải phẫu thuật cũng tăng lên 3 lần. Nói là quá tải thì nó hơi quá, nhưng mà chúng tôi cũng đã phải gồng hết sức và các đội ngũ chuyên môn cũng gồng hết sức để có thể là phục vụ được cái nhóm bệnh nhân mà sau thời Covid để quay trở lại bệnh viện. Bắt đầu có thông tin chuẩn bị là trường quay trở lại được nhận học sinh học tập trung á, thì bắt đầu là các phụ huynh đưa con em đến để khám kiểm tra mắt rất là nhiều và tỷ lệ tăng tái cận, tăng số hoặc là những trường hợp mà ngay trước là chưa bị cận nhưng mà sau một thời gian nghỉ dịch như thế là các con cũng xuất hiện là phải đeo kính rất là nhiều. Tại Việt Nam, tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 30-40% trên cả nước. Và sau thời gian nghỉ dịch Covid-19, trẻ ở nhà học online, con số này còn tăng cao hơn nữa. Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật tật khúc xạ của Việt Nam cũng đã tiệm cận được với những nền y học hiện đại nhất trên thế giới. Với các kỹ thuật tiên tiến giúp trẻ bình phục nhanh chóng. Ngày 28 tháng 5, lễ vinh danh và trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet IOE đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là cuộc thi thường niên được công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến tổ chức, quy mô toàn quốc. Ngoài 15 em giành giải nhất, nhì, ba, ban tổ chức còn vinh danh trao huy chương cho hơn 600 em học sinh trên cả nước.
Khai mạc buổi lễ vinh danh IOE ngày hôm nay, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE năm nay thu hút hơn 492.000 học sinh tham gia cấp trường, sau đó là các vòng thi cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia. Đây là một cuộc thi tiếng Anh online, góp phần giúp rút ngắn khoảng cách nông thôn, thành thị, để học sinh các tỉnh lẻ cũng có cơ hội học tập tiếng Anh tốt như ở các thành phố lớn, điều mà trước đây rất khó có được. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân. Mỗi một năm thì ban tổ chức đã có những cái cải tiến nhất định để có thể thu hút các con, tạo cho các con những cái hứng thú trong cái việc học tiếng Anh của mình. Và đặc biệt là những năm gần đây, cái sự thay đổi về giao diện các trò chơi trên trên hệ thống ấy, thì giúp các con có thể là vừa học tiếng Anh vừa chơi, thì việc này đã truyền cái cảm hứng cho các con rất là nhiều trong việc là luyện tập cũng như là học tiếng Anh qua Internet. Cái chất lượng cuộc thi thì ngày càng được nâng cao, học sinh cũng đã được rèn luyện và nâng cao cái khả năng tiếng Anh của mình ở tất cả các kỹ năng nghe, nói cũng như là đọc viết. Ngoài ra thì là các con cũng sử dụng được các cái công nghệ thông tin cũng như là sử dụng các cái kỹ thuật ở trên máy tính được tốt hơn. Có hơn 600 học sinh của 5 khối đạt huy chương vàng, bạc, đồng đến từ nhiều tỉnh, thành nhỏ. Trong số 5 học sinh giành giải nhất toàn quốc, có một em ở Hà Nội, còn lại là các em đến từ các tỉnh Hà Nam, Quảng Trị, Phú Thọ, Hải Dương. Con rất là vui và tự hào khi đạt giải vàng của khối 4 ạ. Qua cuộc thi này, con là học được rất nhiều từ sự tự tin này. Các học hỏi được rất nhiều từ các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc. Khi tham gia các cuộc thi như thế này thì mình sẽ được giao lưu học hỏi với bạn bè từ nhiều nơi, thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Đồng thời là tham gia cuộc thi là rèn luyện lại kiến thức, ôn luyện lại kiến thức cũ, và từ đấy thì có thể nhận ra là tham gia các cuộc thi rất là tốt. Cuộc thi đã trải qua 12 năm, thì trong từ năm 2021-22 thì ngoài cái nền tảng UE thì bên chị đã triển khai cái chương trình học cùng UE là theo chuẩn của kiến thức của Bộ Giáo dục từ cho các khối lớp phổ thông. Cái mục tiêu của cái chương trình học cùng UE là lan tỏa cái tinh thần và cái niềm yêu thích với các bạn với môn học tiếng Anh. Thì như các bạn đã thấy là hàng năm ấy thì cái số lượng học sinh tham gia IOE ngày càng một đông, thì chúng ta sẽ thấy là đấy là cái kết quả của cái quá trình mà ban tổ chức đã nỗ lực cố gắng để đưa chương trình đến các em học sinh một cách là hiệu quả nhất. Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE được đánh giá là cuộc thi chuyên nghiệp, ngày càng thu hút đông đảo học sinh cả nước tham gia, góp phần tích cực vào việc trang bị cho học sinh năng lực ngoại ngữ tốt để cùng toàn xã hội tạo nên thế hệ trẻ đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, trạm thu phí BOT Bờ Đậu trên quốc lộ 3 địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ lâu đã tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc âm ỉ cho người dân địa phương. Thậm chí Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án đường Thái Nguyên chợ mới, đặc biệt là việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 3 được chỉ rõ là bất cập. Để giải quyết những vướng mắc trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét dỡ bỏ trạm thu phí tại km số 77+922,5 quốc lộ 3 cũ. Tuy nhiên, đã gần 5 năm trôi qua, trạm thu phí này vẫn bỏ không, chưa có phương án xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận, tạo nên điểm đen về tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Trạm thu phí bỏ hoang, không đèn chiếu sáng, biển cảnh báo không có. Trạm thu phí BOT Bờ Đậu như một lô cốt án ngữ giữa đường. Theo các tài xế, đoạn đường này nguy hiểm và rất dễ xảy ra tai nạn, bởi ngay phía trước là một đoạn đường cua, tầm nhìn hạn chế. Cũng là rất nguy hiểm, từ hồi rồi là nó làm cái này là mấy vụ tai nạn giao thông đây rồi, mà để từ lâu rồi cái này rất cản trở. Đấy, bao nhiêu vụ ở đây, nhiều vụ mà có mấy vụ xe tải nó trèo hẳn lên cái cục bê tông kìa. Dỡ bỏ đi thôi bác ơi. Cái này cần phải dỡ bỏ đi cơ. Thì là cái đoạn dưới này lên là nó cũng là vừa chưa khớp tầm nhìn, với đoạn này cũng là đoạn cua, và ở đây là thường thường đi đến đoạn này cũng hay rất bị giật mình. Nó đang đi này, tự nhiên mình đi bây giờ tự nhiên hai hàng như này, đến lúc lên trên đầu kia đi cũng nhiều khi là nguy hiểm. Tại vì là đường nó đang thẳng, thế đến đây nếu như mà mình mà quen mình đi rồi thì không sao. Chứ còn nếu như mà lái xe lạ mà đi ở đây nhiều khi là cũng có xảy ra va chạm. Nó cũng không hợp lý. Tuyến đường với mật độ xe tham gia giao thông lớn, việc tồn tại trạm BOT này gây cản trở giao thông là tác nhân của không ít vụ tai nạn.
Những khuyết điểm và vi phạm tại dự án này được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận thanh tra ngày 1 tháng 9 năm 2017. Điều khiến dư luận băn khoăn, những bất cập này không được chính quyền tỉnh Thái Nguyên xử lý. Khi mà xây dựng lên và nó không đúng với lại cái chủ trương ấy, thì mình nên tháo bỏ đi để cho giải phóng cái đường để cho đi đỡ nguy hiểm cho lái xe. Nhiều người dân là không dám kêu bởi vì không biết đâu mà kêu. Đấy, những cái vụ tai nạn có thể chết người ở đây rồi. Đấy, rồi xe con cháu của chúng tôi đi qua đã bị lật ở đây rồi. Đấy, bởi vì cái khúc cua này nó rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là không thể để cái bốt này tồn tại như thế này được. Chúng tôi đề nghị với cấp trên, các cấp chính quyền, các cấp có thẩm quyền và các cấp lãnh đạo hãy nghe tiếng nói của dân chúng tôi và đề nghị dỡ bỏ cái trạm này đi. Thì phải khẩn trương dỡ bỏ trạm BOT này bởi vì nó là như một cái lô cốt ngáng đường ở đây, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân thường xuyên lưu thông đi qua đây, mà đặc biệt là những cái phương tiện lạ không phải người dân đi qua ít lưu thông đi qua đây, nó rất là nguy hiểm bởi vì người ta không thuộc đường, cho nên là gây tai nạn ở đây rất là nhiều rồi. Tuyến quốc lộ 3 cũ có mật độ người phương tiện tham gia giao thông lớn, tồn tại những con lươn bê tông ngay giữa đường, gây khó khăn đối với người tham gia giao thông, nguy cơ mất an toàn. Việc một công trình bất hợp lý tồn tại suốt 5 năm gây bức xúc trong dư luận và nỗi bất an của những tài xế hàng ngày phải đi qua cung đường này.